Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 27. Chương 138 Khinh Bỉ Người Mới tờ mờ sáng, quân đại thiếu gia đã hoàn thành bài khổ luyện đầu tiên trong người, dốc người chắc khỏe, thân trên để trận ướt đẫm mồ hôi, hắn tùy tiện lao qua vài cái, rồi khoác tạm một chiếc áo khoác lên người, sau đó hướng về kho vũ khí đi tới. Trước đây, khi quân tâm gia sai người cứu về hơn 40 thanh niên nam nữ kia, sau đó đề nghị đưa họ đi thái ấp để lánh nạn. Đối với chủ ý này, quân đại thiếu gia có một chút không đồng ý. Quan điểm sống của hắn với đấng chính nhân quân tử như là quân du ý hoàn toàn bất đồng. Cái gì mà làm ơn, không cầu báo đáp, đây không phải là thái độ làm người của một đại sát thủ như hắn. Ta cố gắng, ta ra sức, ta mạo hiểm sẵn sàng phải trả giá bất cứ lúc nào là vì cái gì, không phải vì các ngươi sao. Nếu vậy, các ngươi phải chứng tỏ được bản thân xứng đáng nhận được những điều đó đi chứ. Cho dù là quân gia, giàu có, thừa sức nuôi sống mấy người này, nhưng mà hắn tuyệt đối không muốn nuôi không. Muốn thế, ít nhất thì chúng cũng phải biết bỏ ra công sức, trí óc của mình ra để mà đổi lấy. Không làm mà đòi hưởng sao? Loại chuyện tốt kiểu này đừng có mơ, cũng đừng cho rằng Ta cứu các ngươi là vì thương người hay hảo tâm cái gì đó? Cứu các ngươi rồi lại phải cung phụng, nuôi các ngươi một đời, xin lỗi tình yêu đi, không phải là nghĩa vụ của ta đâu. Cho nên, dù cho trời sập, các ngươi cũng phải biết cách mà chống đỡ, đừng có mơ tưởng tới sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Cho nên, quân đại thiếu gia mới có ý định đến xem trong số bọn chúng có ai đáng được hắn ra sức tài bồi một phen hay không. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng có ôm ấp kỳ vọng lớn lao gì. Chỉ cần hoặc một, hai người cũng là được. Dù sao thì tất cả tinh anh trong bọn chúng cũng đã bị chủ nhân của Hoàng qua đường tuyển chọn hết rồi, còn đâu. Sau nửa canh giờ, quân mặt tà vẻ mặt đầy thất vọng đi ra, không ngoài dự kiến, tất cả bọn chúng sở dĩ bị Hoàng qua đường loại bỏ cũng chẳng có gì quan ức. Căn bản là chúng không có một chút căn cốt, dù là bé xíu để mà luyện võ. Tất nhiên, tu luyện quyền khí lại càng không cần phải nói tới. Cho nên, hắn cũng chỉ đành bó tay. Toàn là những kẻ không có căn cơ, nếu vẫn cố tình mà huấn luyện, sau đó cho ra chiến trường, như vậy không những mà tốn sức, tốn công, lãng phí thời gian, tiền bạc, của cải, mà còn làm cho bọn chúng chống chết hơn mà thôi. Như vậy, bao nhiêu công sức bỏ ra cứu chúng lúc trước, há chẳng phải đổ sông đổ biển rồi sao? Mấy đứa này thật ra chẳng khác thường dân là mấy, mặt trời mọc thì thức dậy mặt trời lặn thì đi ngủ cứ yên yên ổn ổn sống qua ngày đoạn tháng mà thôi trước đại môn của quân phủ không biết từ bao giờ đã tụ tập một đám người quân du ý quân tam gia tuy rằng tàn tật nhiều năm nhưng mà vẫn là một trong những nhân vật phong dân của thiên hương thành vừa có quyền vừa có thế cho nên ngày hôm nay khi quân gia vừa truyền ra tin tức cần mua một ít quyền thú cả lũ bọn chúng lại không chen chút nhau mà đến ư. Mấy hộ vệ gác cổng trông thấy cảnh tượng như vậy cũng hết hồn. Thật ra loại chuyện này 7-8 năm về trước cũng đã xảy ra không ít rồi. Lúc đó quân tam gia mới thụ thương, lão gia tử tận hết sức lực tìm kiếm thiên hạ danh ni đến chữa trị cho con trai của mình. Đồng thời cũng không ít lần công khai thu mua thiên tài địa bảo hay là các loại dược liệu quý giá. Thậm chí là cả những thư tịch bí kíp Giới hy vọng có thể giúp ích một chút cho thương thế quân vô ý quân tam gia mặc dù là tâm ý nguội lạnh từ lâu trong lòng phi thường không thoải mái nhưng mà cũng không muốn phụ lòng cha già cho nên cũng miễn cưỡng đồng ý thu mua một chút nhưng mà dần dần cùng với thời gian trôi qua hai người càng hiểu tâm ý nhau nhiều hơn vì thế mà những loại chuyện kiểu này cũng nhạt dần rồi chấm dứt bất quá lần này tin tức cũng vẫn là từ quân gia truyền ra cho nên những thương gia có máu mặt trong thành lại ung ung kéo đến. Quân vô ý ngồi ngay ngắn trên xe lăn chậm rãi đi ra cửa. Hắn rất hiểu ý của quân mặt tà, nếu như quân mặt tà chỉ đơn giản muốn mua quyền thú, cơ bản không cần tam thúc hắn phải động tay động chân. Bản thân nó cũng có thể chủ trì mọi chuyện, còn như muốn mình ra mặt làm thay, chắc chắn nó không muốn cho người ngoài biết rõ nội tình. Chính quân đại thiếu gia mới là người cần mua quyền thú thằng cháu của mình càng ngày hành động càng cẩn thận, suy tính kỹ càng, lúc nào cũng thần thần bí bí hôn lượng. nhưng cũng phải thừa nhận một chuyện, quân đại thiếu gia tuy nói ít làm nhiều, nhưng mà tất cả những điều của hắn nói ra đều đúng trọng tâm của vấn đề. hơn nữa, suy tính của hắn càng ngày càng sâu xa, hợp lý, cho nên chuyện hắn nhờ giả, tuy có đầy một bụng thắc mắc, nhưng mà quân vô ý vẫn bằng lòng ra mặt, thay hắn thu mua quyền thú. Sau đó, quyền thú từ cấp 1 cho tới cấp 5 đều phải chọn mua hai con tốt nhất. Hơn nữa, hai con đó phải là một đực một cái. Thế là đủ, cấp cao hơn cũng không cần. Thật ra, hiện tại trong chợ bán quyền thú của Thiên Hương Thành này, một con lục cấp quyền thú cũng chẳng thấy nữa là, mà nếu chẳng may tìm được thì cũng có một cái giá ở trên trời. Quân dù ý, dùng tài sai người khiêng mấy cái lòng quyền thú vào trong tiểu diện trong lúc chờ quân đại thiếu gia đến xem hàng thì bọn hạ nhân ở trong phủ cũng tranh thủ tắm rửa sạch sẽ cho chúng một lượt ít nhất cũng không có bẩn thỉu hồi hám như lúc đầu hai con thỏ xám nhất cấp nhị cấp là hai con lưỡng xí ly ba con tấn phong lan tam cấp tứ cấp mang ngưu ngũ cấp hai con thiết cốt xà quân mặt tà phất tay ra lệnh cho bọn hạ nhân lui ra trước sau đó bước về phía hai con thỏ nhất cấp quyền thú đầu tiên cả hai con thú dương mắt nhìn hắn không có bất kỳ phản ứng nào sờ sờ mũi hắn lại đi tới bên lòng nhốt hai con lưỡng si ly kết quả vẫn y như cũ tam cấp cũng chẳng thấy si nhê gì quân mặt tà bắt đầu nghi ngờ bản thân chẳng lẽ suy đoán ban đầu sai hết rồi tiểu bạch kia đơn giản chỉ quý mình một chút thôi tuy nhiên bỏ việc giữa chừng không phải là cá tính của quân đại sát thủ kể cả công việc đó không có chút hy vọng gì chăng nữa. Trong khi hướng về lòng sắt thứ tư đi tới, đột nhiên gian lên một loạt âm thanh xì xì. Không ngờ trong lòng sắt bên cạnh, hai con thiết cốt xà đang ngóc đầu lên, bốn con mắt nhỏ âm lãnh đang chăm chú nhìn về phía hắn. Mà hai con mang ngưu trong lòng sắt thứ tư, hai mắt cũng đang mở to trừng trừng nhìn hắn. Quân mặt tà trong lòng khẽ động, đột nhiên dừng bước hai con mang ngưu nghi hoặc nhìn qua hắn vài lần sau đó cúi đầu rồi lại ngẩng lên chỉ là hơi rụt rè một chút sau đó chúng lại nhìn về phía quân mặt tà trong bốn con mắt cự đại bắt đầu xuất hiện một chút khao khát dường như trong mắt của bọn chúng quân đại thiếu gia giống như là những đám cỏ xanh mơn mởn trên thảo nguyên tốt tươi vậy mà hai con thiết cốt xà ở bên kia còn tỏ ra kích động hơn hai chiếc đầu cứ nhô lên hạ xuống đung đưa liên hồi. Hai chiếc đuôi thì không ngừng dùng dãy quật vào lòng sắt gây nên những tiếng động bàn bàn liên tục, làm cho chiếc lòng như muốn vỡ tung. Nhưng Thủy chung từ đầu tới cuối, hai cặp mắt kia vẫn chăm chăm nhìn về phía quân mặt ta, trong mắt có một chút lo lắng bất an khao khát. Giả như không có cái lòng khốn kiếp này, bọn ta đã có thể tới được chỗ người kia rồi. Quân vô ý ngồi bên cạnh nhìn toàn bộ động tác khác thường trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc, nhưng mà hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ nguyên nhân nào. Nhìn bề ngoài, cháu ta đâu có khác gì người thường đâu. Quân mặt tà, thông thả, lùi ra phía sau hai bước. Tuy là trên mặt không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào, nhưng mà trong lòng đang vui mừng như điên. Tới bây giờ mà không hiểu được nữa, thật sự là ngu hết phần lợn mẹ nó rồi khai thiên tạo quá công, quy lực không cần bàn cãi. Hồng quân tháp cũng không tệ, chắc chắn một trong hai thứ này, hoặc có thể là cả hai, đều có tác dụng hấp dẫn quyền thú. Hơn nữa tác dụng rất mạnh mẽ, chỉ một phát hiện nhỏ như vậy thôi, nhưng mà đối với quân mặt tà lúc này giống như dỡ được họ báo vậy. Trên quyền quyền đại lục, ở nơi đâu là hung hiểm nhất? Tin chắc rằng nếu được hỏi, không ai sẽ trả lời rằng đó là phong tuyết ngân thành bởi vì phong tuyết ngân thành có thực lực cường đại đến mấy đi nữa cũng không phải là địa phương đe dọa đến tính mạng con người cho nên không thể nói đó là nơi hung hiểm nhất của quyền quyền lục địa này mà nơi hung hiểm nhất bất kỳ ai cũng biết chính là thiên phạt xâm lâm thiên đường của quyền thú trên đại lục cũng chính là địa ngục trần gian của con người cho dù là chí tôn thần quyền cao cao tại thượng đi nữa nếu lạc vào đó cũng dễ dàng mất mạng như chơi nhưng mà đối với quân mặt tà lại khác. Chuyện này thì có tác dụng gì? Quyền quyền đại lục là cái gì? Đáng giá nhất sao? Dược liệu cao cấp, tiên dược trị trường, cải tử hoàn sinh, kỳ trân dị bảo, nâng cao tu vi quyền khí, quyền đan của quyền thú, cao cấp quyền thú. Tất cả đều đúng, nhưng mấy cái thứ đó từ đâu mà có? Câu trả lời chính là thiên phạt xâm lâm. Đã mấy dạng năm qua, chưa có một ai dám bước chân vào thiên phạt xâm lâm tìm kiếm một lần cho nên thiên tài địa bảo ở đó có thể là ít được sao với người được quyền thú yêu mến như là quân mặt tà mà nói đường vào thiên phạt xâm lâm vô cùng rộng mở đồng dạng với việc thực lực có thể đề thăng cực nhanh đủ sức ngạo thị thiên hạ quân mặt tà không tin ngay cả quyền khí còn có thể dùng quyền đan để mà đề thăng tu vi mà khai thiên tạo quá công lại không có phương pháp gì cả dường như cảm giác được quân mặt tà trong lòng đang vô cùng kích động. Hồng quân tháp trong đầu lập tức dựng lên, không ngừng xoay tròn. Vào thời điểm này trong lòng của hắn có một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như có một người nào đó đang sỉ nhục hắn, lại cảm thấy như bị cả thiên hạ chê cười, khinh bỉ, giống như một kẻ tài mang bát vàng mà đi ăn xin vậy. Loại tâm tình này hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái, thầm nghĩ chẳng lẽ lão tử đã nghĩ sai chuyện gì sao thực ra hắn hoàn toàn không biết được trong suy nghĩ của hắn đã có vấn đề hơn nữa còn là cả một vấn đề lớn là đang khác trên thực tế hắn cũng chẳng khác nào người cầm bát vàng đi ăn xin là mấy thậm chí là còn ngu hơn tuy trước đây hắn là một đệ nhất sát thủ được xếp vào hàng võ lâm cao thủ nhưng từ lúc cha mẹ sinh đẻ tới giờ hắn đâu có biết gì về tu chân đâu chứ đừng nói là nghe qua về bảo vật trong giới tu chân. Mà trong tu chân giới, đệ nhất linh bảo, nghịch thiên chính là hồng quân pháp này. Hắn cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến đệ nhất linh bảo này lại nằm ở trong tay mình. Nếu như hồng quân tháp có ngàn dạng công năng thì cho tới bây giờ hắn chưa có tìm ra một cái nào hoàn chỉnh cả. Trong tay có kho tàng mà không tài nào mà khai thác được. Đây mới là bi ai lớn nhất trong đời nếu như thẳng thắn so sánh, quân đại sát thủ bây giờ không còn là một tên khất cái cầm bát vàng đi ăn xin, mà là một tên đầu heo cầm ngọc ngà châu báu đi xin ăn, tuyệt đối không có quan ức gì. Dù cho hắn có quay về kiếp trước kiếm vài quyển tiểu thuyết tu chân để đọc qua, hiện tại kết quả cũng không có khiêm tốn như thế này. Hắn thật sự không biết rằng với những đại môn phái tu chân, hồng quân tháp chính là bảo vật vô giá. Ít nhất so với quân đại sát thủ còn biết thưởng thức hơn nhiều. Còn như mà để cho đệ tử bình thường của mấy tôn phái tu chân đó mang theo hồng quân tháp xuyên diệt thì so với quân đại sát thủ bây giờ cũng mạnh hơn rất nhiều. Cho nên hồng quân tháp mới khinh bỉ hắn một phen đúng là không có quan ức gì. Hơn nữa còn có vô số lý do khác để mà sỉ nhục chết hắn. Ngay khi hồng quân tháp bắt đầu chuyển động hầu như là toàn bộ quyền thú trong năm cái lồng sắt đều đồng loạt nhốn nháo đứng lên ngay cả hai con quyền thú tam cấp vừa nãy không có gì phản ứng cũng đã mở to hai mắt nhìn quân mặt tà điên cuồng quỷ đạp lòng sắt hận là không thể phá lòng thoát ra chạy đến chui vào trong lòng của hắn quân vô ý ngồi ở một bên trợn mắt há mồm kinh ngạc đây rốt cuộc là chuyện quái gì vậy cháu ta nào có động tay động chân gì đâu từ lúc tới đây nó tuyệt đối không có làm cái gì khác thường cả cũng chỉ ung dung đi qua quan sát mà thôi, sao mấy con quyền thú lại kích động như thế? Rốt cuộc, đây là chuyện quái quỷ gì? Đúng lúc này, hạ nhân chạy vào bẩm báo, đọc cô bảy vị thiếu gia cùng với tiểu nghệ tiểu thư cầu kiến. Chương 139 Linh thức xuyên thấu Quân mặt tà, nhếch mép cười, dung tay nói Máu, mời giáo tự nhiên lại được thử nghiệm thêm một lần nữa rồi hắn chỉ tay vào mấy cái lòng nhốt quyền thú quát lên nè nhánh đem cất mấy cái thứ này dọn sạch sẽ chỗ này cho ta không được để lại bất kỳ dấu vết gì hạ nhân vội vàng đáp ứng nhanh chóng gọi người vào khiêng mấy cái lòng đi nè không mang lại kết quả gì sao hả quân vô hai mắt trợn trừng nhìn tôn tử hỏi đúng chẳng có thu được cái gì cả Quân Mặc Tà tẩm tiệm nói, Tam Thúc có thể tùy tiện xử lý, à không? Tam Thúc, nếu mà làm thịt hai con rắn kia, phải để một phần cho cháu đấy. Chúng chính là đại bổ vật, ăn vào vô cùng có lợi cho cơ thể nghe. Cái gì? Giết thịt là làm món ăn à? Quân dù ý, lông mày dựng lên, đang định mở miệng chửi cho cái tên hỗn đảng này một trận. Mấy con quyền thú phải bỏ ra cả 10 dạng lượng bạc để mà mua, từ hôm qua tới giờ, nào là bố trí truyền tin ra ngoài, rồi sáng sớm hôm nay, tốn không biết bao nhiêu công sức để mà lựa chọn. Bây giờ, đều là vô ích sao? Đặc biệt là hai con ngũ cấp thiết cốt xà này, lại còn là một đôi vừa mới bắt được, nguyên vẹn không có sức mẻ gì, cũng có giá tận 20 vạn lượng rồi. Chỉ xem qua có một lúc, rồi đem làm thịt. Một bữa cơm mà 20 vạn lượng bạc. Ôi trời, còn chưa kịp mắng chửi cái thằng cháu một phen cho hả giận thì đột nhiên âm thanh ầm ầm giống như là thiên quân dạng mã xông trận gian lên vậy bảy tên đại hán to như cục đình đang hộ tống một đóa tuyết liên chính là độc cô tiểu nghệ đi tới dưới sự che chở của bảy vị ca ca đức hạnh này hôm nay vẻ đẹp của độc cô tiểu nghệ càng lộng lẫy thoát tục hơn bộ phần mái tóc dài đen nhánh đủ làm cho các cô gái khác phải ghen tị khẽ buông một chút đang nhẹ nhàng tung bay trong gió trên đầu cài hờ một cây trâm trong suốt có đính ba viên trân châu tuyệt đẹp không ngừng đông đưa theo từng bước chân của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nước da trắng ngần chiếc mũi dọc dừa trên đôi môi anh đào đỏ thắm luôn có một nụ cười tinh nghịch nhưng mà cũng không kém phần thông minh lúc này đây thân sắc của nàng vừa mừng rỡ lại vừa pha chút thẹn thùng trên người khoác một chiếc áo trắng như tuyết bộ quần áo màu xanh nhạt ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn ở bên hông đeo một chiếc ngọc bội trắng tinh đang lúc la lúc lắc mặc dù nàng vẫn còn nhỏ tuổi cơ thể chưa hoàn toàn phát triển nhưng tất cả những chỗ mà gợi cảm nhất của người con gái đều mang một vẻ đẹp mê người nàng đang mỉm cười đứng ngoài cửa một cơn gió nhẹ thổi qua làm tai áo của nàng khẽ tung bay trong gió dưới ánh mặt trời trong nàng lộng lẫy chẳng khác nào hằng nga hạ phàm đôi làng thu thủy đẹp tựa như vô tình hữu ý nhìn về phía quân mặt tà thiếu nữ tuổi xuân thì có khác chứ thật là như muốn lấy mạng người ta vậy với định lực như là quân đại sát thủ mà nói gặp phải cảnh tượng như vậy cũng tắt điện bất giác cũng nhìn nàng tới mức ngơ ngẩn mất hồn trong chốc lát đúng hắn đã bị hớp mất hồn rồi nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy qua nữ Mỹ bao giờ sao? Độc cô anh khó chịu, gầm nhẹ, cả cơ thể vĩ đại của hắn nhanh chóng tiến lên chắn trước mặt của tiểu nghệ, không muốn cho quân đại thiếu gia nhìn nữa. Tựa như hắn sợ nhìn lâu sẽ quá rộ, gây bất lợi cho tiểu mũi của mình vậy. Chà, nguyên lai like là chư vị độc cô huynh, đại giá quan lâm, nếu không có chuyện gì quan trọng chúng ta đi uống rượu đi. Ta vẫn còn rất nhiều tiên tử nha, quân mặt tà hai mắt hấp hái và cái nói đọc cô anh nhất thời mắt trâu trận trừng quát rượu chè cái gì bị ngươi lừa một lần chưa đủ sao ta cảnh cáo tiểu tử ngươi nghe hiện tại nên thành thật một chút nếu không đừng có trách đó sau khi nói liến thoáng một hồi hắn hừ nhẹ một cái thần sắc trên mặt vô cùng quái dị nguyên lai like là đêm qua sau khi đọc cô tiểu nghệ về tới nhà biết tin là bảy vị ca ca bị quân mặt tà mời lại làm khách đã được đón về cho nên cô vô cùng lo lắng vội vàng chạy tới hội hàng ai ngờ vừa đến nơi đã thấy bảy vị ca ca vĩ đại của mình đang ngồi xổm quanh bàn ăn cơm húp cháo sùm sụp, sụp mỗi một miếng là hết cả một cái bát to cho nên chẳng mấy chốc nồi cháo đã cạn đáy cái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cũng không nên dí họ như mấy cái thùng nước gạo bảy người này tuy rằng là cao lớn dị thường thế nhưng mấy cái dạ dày của họ thiếu chút đã bị mẻ rượu đầu tiên của quân mạc tà đốt cháy cho nên mấy ngày nay không có ăn uống được gì cả bất luận là đồ ăn gì chỉ cần chút dầu mỡ nhìn thấy thôi lại buồn nôn không xơi được bình thường bảy người bọn họ bữa nào chẳng là thịt béo rượu ngon thành thói không có một trong hai thứ đều nuốt không nổi cho nên rơi vào tình cảnh như thế này chỉ vài ngày đã kêu trời trách đất rồi với những kẻ to lớn bất thường như bọn họ một ngày ba bữa hấp toàn là cháo loãng thật chẳng khác nào bị tra tấn à quân tam thiếu đã hành hạ mấy vị ca ca như thế nào vậy chỉ có vài ngày không gặp sao mà lại thấy gầy đi nhiều vậy mới có vài ngày thôi mau mau nói cho muội biết muội sẽ thay các huynh đòi lại công đạo nhánh Độc cô Tiểu Nghệ vừa nhìn thấy mấy vị ca ca gầy còm của mình đã cảm thấy xót xa rồi chỉ có vài ngày mà biến ra thành cái bộ dạng này thật là kinh khủng. Nhưng một câu nói đó của nàng lại làm cho bảy vị ca ca cảm thấy nóng mắt, đường đường đại danh là anh hùng hào kiệt, thượng trung tiên, thế mà trong lòng của bảy người bọn họ đều có một loại tư vị thật là không dễ chịu, giống như bị ai tát vào mặt vậy. Cái gì? Cái gì mà quân tam thiếu hành hạ mấy vị ca ca thế nào? Bằng vào tên tủ của tên tiểu tử thối đó có thể hành hạ chúng ta? buồn cười. Lúc đầu rõ ràng chúng ta đã khống chế được cái tên tiểu tử thối kia rồi. Nếu không phải vì tranh nhau mấy cái chén rượu cũng đâu có đến nỗi bất quá rượu mà ngon thiệt. Chà, bằng vào quân tam thiếu này sao? Hôm đó tam ca của ngươi cho hắn một bạc tai ngã chổng gió. Thật là làm cho chúng ta hối hận mãi luôn. Ồ, oh, chuyện này buồn cười chết mất tiểu nghệ. Mỗi muốn gì chúng ta ra mặt giáo quấn cái tên tiểu tử kia sao? Độc cô Hào Kiệt hoát cái miệng ra cười hô hố. Đúng thế, lục ca ta mới có đá nhẹ một phát, cái tử tử kia đã kêu gào thảm thiết rồi. Lục ca ta chính là một người đại nhân đại lượng mà. Dũng mãnh vô địch, nếu không phải muốn giữ thể diện cho quân lão gia tử, lục ca ta đã giẫm hắn nát bé rồi. Đọc cô thượng chẳng biết xấu hổ nghiêm chỉnh nói. Ủa, muội đâu có nghe ai nói là các người đánh ngã quân tâm thiếu đâu là ngược lại kia mà người nói cho ta biết tin tức này chính là một tuyệt đỉnh cao thủ đó huynh đệ bảy người nhất thời kinh quản còn chưa hoàn hồn đã thấy tiểu muội bảo bối nhíu mày lẩm bẩm thì ra là vậy không ngờ gì ta mà hắn phải chịu nhiều ấm ức như vậy sao một câu cũng chẳng nói vậy mà ta vừa nãy còn định cái gì chỉ bằng và bản lĩnh của tên tiểu tử này hả nó nhảm tuyệt đối đồn nhảm thôi đọc cô hùng đứng bật dậy dán tay áo để lộ hai tay to bự toàn lông lá cả người gồng lên cái loại tin đồn nhảm nhí kiểu này tiểu muội cũng tin sao nhất định là tên tiểu tử kia đánh với bảy huynh đệ ta bị thua không phục nên mới sai người phao tin đồn nhảm Hồng kéo giảng thanh danh mà thôi đúng vậy đều là bịa đặt hết lời đồn có khác có ba người thì nói thành đàn hổ ngày đó bọn ta tới đó không chỉ là đánh cho mạc tà tiểu tử kia kêu cha gọi mẹ ngay cả quân gia đại trạch suýt nữa cũng phá đi mấy phòng nếu không mấy cái hũ uh... đọc cô kiệt nói chưa hết câu đã bị đọc cô trùng đưa tay bịt miệng lại bảy huynh đệ khí vũ hiên ngang đường đường chính chính thuộc lại chiến tích ngày đó của mình càng nói càng cảm thấy vô cùng hợp tình hợp lý mọi chuyện đáng lẽ phải xảy ra như thế càng nói càng thấy tự hào về sự anh hùng, tài giỏi của bản thân. Không nói có, một nói thành mười, ngay cả bản thân cảm thấy khâm phục mình không thôi, giống như là quân đại thiếu gia đang bị họ giáo quấn một trận vậy. Người ta không biết đâu, các người các các người tại sao mà đối xử với hắn vậy chứ? Thân thể yếu nhược như vậy sao có thể chịu được? Các người nở lòng nào mà làm vậy hả? Đồ giả man. Đọc cô tiểu nghệ càng nghe càng tức giận, càng thấy xót xa, đột nhiên bật khóc hù hù. Tại sao mà các người nhẫn tâm như vậy chứ? Chết, chết mẹ rồi. Quynh đệ bảy người đối mặt với nhau, trên mặt hiện rõ sự ngượng ngùng, xấu hổ. Trong 14 con mắt trâu đen đều tỏ vẻ kinh quản như nhau. Người nào người nấy đều thấy trong mắt của đối phương có một loại suy nghĩ. Cái chuyện quái quỷ gì đấy? Chúng ta chỉ muốn thổi da bò một lúc cho nó thoải mái thôi. Sao lại cớ sự này chứ? Đọc cô tiểu nghệ ở bên cạnh dậm chân nức nở nói Các người, các người thật là giả man Ta không thèm để ý tới các người nữa đâu Ta hận mấy người á Đàn khóc nức nở Bỗng nhiên nàng ôm mặt chạy đi Mà, mà bọn ta có nói gì sai đâu chứ Đọc cô anh Đầu óc mê muội quay lại Hỏi mấy tên đệ đệ Ừ, cũng không rõ Sáu người còn lại cũng mê hoặc không hiểu chuyện gì Lắc đầu ngoài ngoại đầu tiên lắc sang trái, sang phải, vô cùng điều nhịp. Độc cô đại tướng quân, sau khi nhìn thấy tiểu bảo bối của mình, ôm mặt khóc như mưa chạy ra, tức thì nổ khí xung thiên, đạp cửa, xông thẳng vào trong, tóm bảy cái tên to gan kia, đánh cho lên bờ xuống ruộng. Còn chuyện hôm nay, đọc cô tiểu nghệ tới quân gia bái phỏng, đọc cô gia tộc trên dưới phản đối kịch liệt. Cái gì? Đùa sao? Đang muốn tách hai đứa ra chẳng được, còn nói cái gì tới bái phỏng thật là nực cười vì vậy độc cô tiểu nghệ liền đi tìm độc cô vô địch đại tướng quân thi triển làm nũng đại pháp thành danh của mình bộ dạng thúc tha thúc thích giống như là bị người ta ăn hiếp thậm tệ nước mắt vàng dụa tới mức làm cho trời sầu đất thảm vì thế mà toàn bộ già trẻ độc cô gia tộc chỉ đành dơ tay xin hàng tuy nhiên cũng đưa ra một điều kiện có thể tới quân gia nhưng mà phải mang bảy vị ca ca cùng đi Cuối cùng, đọc cô tiểu nghệ một mình ra ngoài dạo chơi, nhưng mà lại được tiền hô hậu ủng, khí thế thật là bất phàm. Bịch một tiếng, tiểu bạch từ trong lòng của tiểu nghệ nhảy ra hạ xuống mặt đất, bộ lông toàn thân xù lên. Quay đầu, hai mắt hung hăng nhìn đọc cô anh, miệng gầm gừ hai tiếng đầy phẫn nộ. Sau đó, quay lại công việc của mình. Xoạt một tiếng, nhanh chóng, lao vào ngực quân mặt tà, hai móng vuốt cào cào dài cái, miệng kêu ô ô mấy tiếng, mới chịu an ổn nằm xuống. Tiểu Bạch chỉ là ấu thú chưa trưởng thành, thậm chí còn chưa phát dục, nhưng mà nó vốn thuộc loại quyền thú cao ngạo cho nên dù còn nhỏ nhưng mà sự cao ngạo không ít. Cái tên to sát người dám ngăn cản ta chạy đến chỗ của hắn thật là quá quắc. Nhưng ta nhịn nếu không phải vẫn còn nhỏ, ta đã một nhát cắn đứt cái tiểu cái tiểu kê kê của ngươi cho bỏ ghét rồi. Cho ngươi biết quyền thú không có dễ trêu chọc nha. Quân mặt tà Hân thiết ôm tiểu bạch vào lòng hai tay không ngừng vuốt ve bộ lòng của nó sau đó vội vàng sai hạ nhân pha trà tiếp khách đây là lần đầu tiên hắn cam tâm tình nguyện ôm tiểu gia quả này tiểu tử kia có vẻ vô cùng hưng phấn không ngừng bò qua bò lại trong ngực của hắn cái mũi cứ ngửi ngửi liên tục bộ dạng như rất bận rộn nhưng cũng phi thường thích thú quân mặt tà mỉm cười nhìn đọc cô tiểu nghệ nói đọc cô tiểu thư hôm nay thật là xinh đẹp, làm cho ta được đại khai nhãn giới một phen á. Độc cô tiểu nghệ mặt thoáng ẩn hồng, hờn dỗi, hứ một tiếng nói. Ngươi cũng biết sao, Hứ, ta còn tưởng ngươi chỉ trơ như khúc gỗ thôi chứ. Tuy vậy, trong lòng lại thầm nói, sao hắn lại gọi mình là độc cô tiểu thư? Cứ cảm thấy khách sáo thế nào ấy, sao không gọi mình là tiểu nha đầu như trước chứ? Gọi vậy có phải dễ nghe hơn không? Quân mặt tà vội vàng gãi gãi đầu ngoài miệng vội vàng nói đâu có đâu có trong khi bản thân thâm giận thần công đồng thời linh tức hòa vào trong não hải trong lòng nhất động tức thì có một tia linh thức giống như là kinh tiễn xuyên không bắn thẳng vào hồng quân tháp tiểu bạch đang ở đây mình tội gì không thử phát chứ đây là lần đầu tiên từ trước tới nay quân mặt tà chủ động dùng linh thức khởi động hồng quân tháp quanh một tiếng Linh thức đánh vào bề mặt của Hồng Quân Tháp, một chuyện kỳ lạ từ trước tới nay chưa từng xảy ra, Hồng Quân Tháp đột nhiên lăn không bay lên, xoay tròn cực nhanh, thất hải quang hoa bao trùm tứ phía, so với trước đây còn nồng đậm hơn gấp bội, thiên địa linh khí điên cuồng chuyển động, tràn ngập trong không gian. Chương 140: Linh khí bạo táp. Ngay khi linh thức của quân mặt tà và Hồng Quân Tháp tiếp xúc với nhau, cũng chính là lúc hồng quân tháp vừa bay lên con vật nhỏ xíu trong lòng quân mặt tà vốn đang cúi đầu thì hai cái lỗ tai đột nhiên dựng thẳng lên thẳng tắp cái đầu nhỏ xíu cũng ngẩng lên đôi mắt khả ái lúc này không hiểu sao lại ẩn hiện vẻ vui mừng lúc này cả chín người đang ngồi trong tiểu diện của quân mặt tà đọc cô tiểu nghệ đương nhiên lấy lý do là chiếu cố tiểu bạch cho nên ngồi cạnh quân mặt tà quân dù ý là trưởng bối không tiện tham gia náo nhiệt của đám tiểu bối này cho nên chỉ ngồi yên lặng ở trên xe lăn từ phía xa nhìn vào bảy huynh đệ đọc cô gia lần trước trở về đều thổi da trâu tự mình hô rộng chính mình cũng chỉ làm trò trước mặt của mụi mụi để mà bản thân khỏi mất mặt mà thôi nói cho sướng miệng dù sao lúc trước bản thân cũng bị ăn quả đắng của quân mặt tà nếu bảy cái tên cô hồn này không thèm suy nghĩ mà ra tay với quân mặt tà, vậy thì khó mà trở tay kịp. Tuy nhiên, có quân vô ý tam gia ngồi gần đây, huynh đệ bảy người đều thành thành thật thật, không dám liếc ngang liếc dọc, ngồi im ngoan ngoãn như bảy con cừu non. Nói tới bảy người này chính là được truyền nghề từ hai vị lưu manh độc cô tung hoành lão gia tử, độc cô vô địch đại tướng quân. Lần trước bị quân đại thiếu gia giáo huấn cho một trận, hôm nay tại sao mà lại yên phận thế này? Đó là do câu người có tên cây có bóng. Bảy vị huynh đệ đọc cô gia từ lúc nhỏ hoặc là khi đi theo gia gia phụ thân bá phụ nghe họ nói chuyện hoặc là khi chính bản thân lớn lên tham gia quân đội đã nghe được rất nhiều chuyện về quân gia tam hùng nhiều đến mức có thể thuộc lào bạch y quân xuất quân vô hối thiết quyết chiến thần quân vô mộng quyết y đại tướng quân vô ý quy danh và sự tích truyền kỳ của bọn họ tại quân đội sớm đã lưu truyền rộng rãi từ lâu đã trở thành những câu chuyện truyền miệng của quân nhân thiên hương đế quốc chính là bản thân đọc cô lão gia tử còn nói mãi tại sao quân chiến thiên lão gia quả dựa vào cái gì mà có nhiều nhi tử xuất sắc đến như thế rõ ràng chỉ có ta mới xứng đáng có được danh dự đó chính ba người phụ thân bá phụ lưu manh của chúng luôn kiên kỵ khi bị người khác nói có người còn mạnh mẽ hơn bọn họ nhưng khi bị so sánh với tam đệ quân gia thì chỉ biết im lặng mà thôi đang nghĩ lúc này quân vô ý đang vô cùng trầm tĩnh hành động vô cùng nho nhã thật ra bọn hắn biết rõ nếu một khi mà quân vô ý nổi giận thật sự rất điên cuồng khi đó hắn tuyệt đối không thua hai vị ca ca của mình năm đó quân vô hối quân vô mộng bỏ mình một cách bất minh quân du ý nâng cao trường kiếm nổi giận xuất binh tác phong chiến đấu mưu trước công sao của ngày xưa thay đổi hoàn toàn chỉ 10 ngày mà chỉ huy đại quân vượt năm ngàn dặm liên tục nghiền nát chính thành trì của vũ đường đế quốc trên đường tiến quân mọi thứ như là bị tẩy rửa bằng máu đánh đầu thắng đó hai mươi vạn đại quân của vũ đường đế quốc bị chặt như chặt củi một người cũng không sống sót trận nào quân du ý cũng xung phong đi đầu chỉ một trận chiến này quyết y đại tướng gian danh thiên hạ cho đến khi đại quân đột phá thẳng vào bên trong lòng vũ đường đế quốc tận cho ba trăm dặm mới gặp kẻ địch quen thuộc triệu kiếm hồn danh tướng của vũ đường xuất quân ngăn cản hai bên chém giết đẫm máu thiên địa biến sắc triệu kiếm hồn bại liên tục ba trận tuy là bại nhưng mà không nản thế nhưng không ngăn nổi đại quân như giả tượng nổi lên dày xéo tuy nhiên đến thời khắc quan trọng nhất thì quân du ý lại đột nhiên theo gót hai vị ca ca bị thần bí cao thủ tập kích lần thứ hai một đời đại tướng cuối cùng bị tàn tật cho đến nay bất quá sau trận đại chiến quy phong của thiên hương đế quốc gian dội cả đại lục cùng phong mãnh liệt hơn 10 dạng thiết quyết đại quân đơn thương độc mã trực tiếp thẳng tiến địch quốc thập chiến thập quyết hành động vĩ đại này chưa ai dám làm trở thành một truyền kỳ tin rằng quân du ý vì nguyên nhân thân thể không tốt mà ly khai quân đội nhưng cái tên quyết y đại tướng đã trở thành thần tượng của vô số quân nhân thậm chí khi mọi người nói đến trận chiến ấy nhiệt quyết dân trào mi phi sắc vũ trước khi bảy huynh đệ đọc cô gia tộc và đọc cô tiểu nghệ đi tới quân gia đọc cô vô địch vô cùng trịnh trọng khuyên ngàn vạn lần không có nên trêu chọc tới quân du ý nếu nói cả thiên hương đế quốc này Ai có dũng khí đối nghịch với quân gia thì đó chính là độc cô gia tộc. Thậm chí dù cho độc cô gia tộc, độc cô vô địch có đem quân mặc tà một đao mạnh mẽ chém chết, thì quân gia cũng có một người giống như vậy hạ độc thủ với độc cô gia tộc đó chính là quân vô ý. Nếu một ngày quân vô ý nổi điên chém sạch bảy cái tên hậu đại của độc cô gia tộc, độc cô vô địch cũng không cho là chuyện không thể với loại chuyện này dựa theo tính cách trước đây của quân vô ý thì hoàn toàn có thể xảy ra cũng hoàn toàn có đủ can đảm để ra tay trong lòng huynh đệ của bảy người anh hùng hào kiệt trùng thượng tiền quân vô ý chính là một thần tượng sống đối với quân mặt tà còn dám phát huy chứ trước mặt quân tam gia so với đám tiểu hại tử thì bọn chúng còn muốn ngoan ngoãn hơn tuy nhiên phải nói lại quân tam gia hiện tại sẽ không đối với bọn chúng mà xuống tay mấy năm gần đây quân tam gia đã tu tâm dưỡng tính chuyện ra tài giết chết bảy huynh đệ độc cô gia trong nháy mắt đương nhiên hắn sẽ không làm nhưng mà không phải vì không dám mà vì hắn không muốn thật ra quân tam gia ngồi đây cũng chỉ để quan sát cái đứa cháu bảo bối quân mạc tà quân tam gia cảm thấy cái đứa cháu trai mình hiện giờ càng ngày càng thần bí lại biết hắn thủ đoạn độc ác vô tình trong chớp mắt có thể giết sạch mọi người cũng là chuyện bình thường vẫn lương tâm mà nói với biểu hiện của quân mặt tà hiện nay nếu hai bên động chân tay tin tưởng chỉ trong nháy mắt bảy huynh đệ độc cô gia sẽ mất mạng đương trường không có bất kỳ một cơ hội sống sót nào với sự thấu hiểu của quân tam gia đối với cháu trai của mình hẳn chắc chắn nếu bảy huynh đệ độc cô gia ngu xuẩn ra tay thì quân mặt tà ngoan độc giết ngay để tránh cho sự việc trở nên quá lớn quân tam gia mới phải ngồi đây nếu có chuyện gì xảy ra còn có thể ra tay ngăn cản kịp thời tuy nhiên chuyện quân tam gia lo ngại không thể nào xảy ra bởi vì trạng thái của quân đại thiếu gia hiện tại không được bình thường đừng nói là tam thúc của hắn thậm chí đối với sự tồn tại của mấy người đọc cô huynh muội xung quanh hắn hắn cũng không cảm giác được nguyên nhân là do hắn đang trong một hoàn cảnh đặc dị rất là nguy hiểm vì muốn chứng thực phán đoán của mình hắn đã làm cho thế giới thần thức trong lòng của hắn mạnh mẽ kích phát hồng quân tháp. Hồng quân tháp chịu kích thích bay lên không trung, xoay tròn rất nhanh. Từ bên trong tuôn ra linh khí dạt dào cuồn cuộn như sóng vỗ, liên miên không dứt mà càng ngày lại càng nhiều. Cuối cùng trở thành một thực thể, biến thành một đạo bạch quang sáng chói vô cùng. Quân mặt tà cảm giác toàn thân như muốn nứt ra, kinh mạch cơ hồ vỡ nát. Cơ thể bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung vì linh khí quá kinh hãi hắn bất chấp tình huống xung quanh hết sức chăm chú vận dụng khai thiên tạo quá công cố gắng hấp thu triệt để linh khí đang như là dòng nước lũ tràn vào kinh mạch của hắn trong thời điểm đó linh thức của quân mạc tà thậm chí nghe âm thanh hù hù khi mà linh khí cuồn cuộn chảy trong kinh mạch của hắn mà điều làm cho quân mạc tà kinh hãi nhất là khi linh khí cố xâm nhập hồng quân tháp để mà tìm hiểu thì trong chớp mắt đã bị hồng quân tháp hấp thụ trở thành một thể không cách nào mà thu hồi lại được. Còn báo mừng rỡ như điên, dơ chân đầy móng vuốt ôm chặt lấy người của quân mặt tà. Toàn thân như dán chặt vào ngực của hắn, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thập phần thỏa mãn khi mà hấp thu kinh khí đang được phát ra cuộn trào mãnh liệt từ người quân mặt tà, tiếng lòng của nó phát ra. Không hổ là người tốt nghe, có thể cho ta hấp thu linh khí thuần khiết thế này, ta thề sẽ không bao giờ ly khai ngươi. Tất cả mọi việc đều phát sinh bên trong cơ thể quân mặt tà, ngoại trừ bản thân của quân đại thiếu gia và con báo đang chiếm tiện nghi ra. Người ngoài đều không ai biết chuyện gì, nhìn vào không thấy có gì lạ lùng xảy ra. Tuy nhiên, không thấy hiện tượng lạ xảy ra không có nghĩa là nó không tồn tại. Ngay cả hồng quân tháp bay lên không trung, độc cô tiểu nghệ ở gần quân mặt tà nhất trong lòng đột nhiên cảm giác có gì đó không bình thường. Đồng thời lúc đó bảy huynh đệ còn lại cũng cảm giác có gì đó không ổn. Lúc này, độc cô Tiểu Nghệ và bảy vị ca ca của mình đều nhất trí giống nhau là quân mặt tà tuy là đang ngồi lặng trước mặt của mình, nhưng mà lại giống như là cách xa cả ngàn cả dạng dặm. Rõ ràng ngồi trước mặt mình nhưng mà khi nhìn vào thì như một khoảng hư vô. Mặc dù là biết rõ sự tồn tại quân mặt tà tại đó nhưng mà bọn họ vẫn cảm giác không thể nào mà chạm được người hắn. Cả tám người cảm giác như bọn họ đang nằm mơ giống nhau. Cảm giác thế này quyền diệu vô cùng, giống như mặt trăng ở trên cao mỗi buổi tối, tựa hồ dương tay ra là có thể chạm tới, nhưng mà cuối cùng là quá cao không thể giới tới được. Cùng lúc đó, quân vô ý đang ngồi cách đó không xa, bỗng nhiên nhướng mày. Đôi mắt như hổ bắn ra hoàng mang, vẻ mặt nghi ngờ nhìn quân mặt tà. Hắn là thiên quyền cao thủ nên có thể cảm giác được rõ ràng một cổ lực lượng cường đại đang phát ra cuồn cuộn từ cơ thể quân mặt tà, tràn ngập cả thiên địa. Trên bầu trời gió thu đang thổi phần phật. vào lúc này tựa hồ hoàn toàn tĩnh lặng, linh khí trong thiên địa theo bốn phường tám hướng cuồn cuộn phát ra. Sống sao, dồn sống trước, lan tỏa ra khắp nơi, khoảng không bên trên quân phủ, mắt thường không thể nhận ra nhưng mà ai cũng cảm giác được sức ép của linh khí đè nặng xuống đầu. Lúc này ở trên cao không có cả một ngọn gió nhẹ, nhưng mà bên trong tiểu diện của quân Mạc Tà, một cơn bão nhỏ xuất hiện, qua cỏ cây cối bốn phía, đột nhiên ao ao bật gốc đổ gục ra phía ngoài một cách đồng loạt. Trung tâm của cơn bão này chính là quyệt nê hoàng cung ở trên đỉnh đầu quân Mạc Tà. Mặc dù linh khí không ai có thể trông thấy, nhưng mà bất cứ một ai cũng cảm nhận được một cổ khí thế kinh khủng đè ép trên cơ thể của mình. Trong lòng quân du ý, biết là có chuyện khác thường, mà diệt nơi đây cũng sợ là có người trông thấy, hắn quyết định thật nhanh, hai tài đập vào xe lăn cả người phi thân bay lên, như là hùng ưng bay cao. Tiến tới chỗ của độc cô huynh muội tám người xuất thủ nhanh như gió, liên tục tám lần. Tám tiếng vang lên, nhanh chóng, đem tám huynh muội đánh ngất tại chỗ tám người làm sao có thể là đối thủ của thiên quyền cao thủ lập tức gục xuống, ngay cả một phản ứng nhỏ cũng không kịp làm. Quân tam gia kích động, dùng chân hất tám người thành một chồng để cho độc cô tiểu nghệ nằm trên cùng, rồi hít sâu một hơi, toàn thân làm quang phát ra ào ạt. Hiển nhiên là quân tam gia đã dẫn công lực quyền khí cả đời của mình tu luyện, hai tay dung ra, giác cả tám thân thể của độc cô huynh muội nặng đến 2.900 cân trên tay toàn thân nhanh như chớp bay ra khỏi tiểu viện quân mặt tà. Chương 141 Chấn động Linh khí này lạ lùng là nhìn không thấy, chạm không được, nhưng mà quy lực lại vô cùng to lớn. Có thể ngoại trừ quân mặt tà, còn lại mọi người đều sẽ bị chấn nát thành tro bụi. Thậm chí, ngay cả thiên quyền cao thủ như quân vô ý cũng chưa chắc tránh khỏi đối mặt với hiểm nguy to lớn như thế này đám người đọc cô anh vì tu vi quyền khí quá thấp đương nhiên không cảm giác được nhưng mà quân vô ý chính là một thiên quyền cao thủ làm sao mà không cảm thấy được sở dĩ quân vô ý quyết định thật nhanh lập tức đưa bọn họ đánh ngất xỉu mang ra cùng một lúc thậm chí không tiếc dùng toàn bộ công lực cả đời của mình đánh một dáng được ăn cả ngã về không vì nếu sợ dạng nhất chậm một chút thôi cứu từng người một Quyền khí từ từ giảm sút đến khi dị biến xảy ra thì những người còn sót lại chắc chắn không còn được sống vì thế quân du ý chỉ có thể mang cả đám ra cùng một lúc cho dù là bại lộ thực lực của bản thân hắn thì cũng không tiếc tuy nhiên quân tam gia cũng chắc chắn với thực lực của độc cô huynh muội cho dù có phát hiện chính quân tam gia xuất thủ bọn hắn cũng sẽ không biết hai chân của hắn đã khỏi hẳn rồi ngay dưới mặt đất chủ quân vô ý rời đi một dấu chân thật to còn lưu lại lam quan vẫn còn ẩn hiện ở trong đó hầu như đồng thời khi mà thân ảnh quân vô ý vừa thoát ra khỏi tiểu viện linh khí xung quanh đột nhiên điên cuồng ép thẳng xuống cuối cùng xoay tròn cực nhanh hóa thành một mũi tên nhắm thẳng quyệt bách hội của quân mạc tà đâm xuống cùng lúc đó trong thức hải của quân mạc tà hồng quân tháp ông lên một tiếng cả thân tháp trong nháy mắt biến to gấp mấy lần kim quang bắn ra cuồng cuộn. Vô số luồng linh khí tinh thuần kết lại với nhau, hình thành một đạo bạch quang khí thế vô địch. Từ trong cơ thể quân mặt tà muốn đâm ra ngoài, vị trí cũng chính là quyệt bách hội của quân mặt tà. Thân thể bất động của quân mặt tà đột nhiên rung rẩy kịch liệt, một trận cò quắp hiện ra trên khuôn mặt của hắn. Giới diệt bị linh khí nội công ngoại kích bởi hồng quân tháp và thiên địa linh khí, quyệt bách hội của hắn đột nhiên được đã thông từ đó như mở ra một cái thông đạo cực lớn. Lượng linh khí nghiêng trời là đất như tìm được một đường thoát, gào thét mà tiến thẳng vào cơ thể quân mặt tà. Hồng quân tháp sau khi phát ra lượng linh khí khổng lồ đã thông quyệt bách hội quán, lập tức trở về. Sau đó như trường kích hấp thủy, đem tất cả thiên địa linh khí đang cuồn cuộn tiến vào, hấp thu toàn bộ, linh khí khổng lồ tụ tập trong thiên địa lúc nãy lớn vô cùng lập tức biến mất vô tùng nhưng mà diễn biến trong cơ thể quân mặt tà vẫn không dừng lại hồng quân tháp vẫn tiếp tục hấp thu linh khí sau khi thôn phệ lại tiếp tục chờ đón đợt thiên địa linh khí thứ hai ao ạt đổ vào lại tiếp tục thôn phệ lại hấp thu lại thôn phệ như vậy liên tục không ngừng còn bảo nãy giờ nằm trong lòng quân mặt tà thật ra mà nói linh khí thoát ra từ trên người quân mặt tà cũng đã đủ lắm rồi. Huống chi đây chính là linh khí tinh thuần nhất trong toàn bộ thiên địa. Hơn nữa lại được hồng quần tháp tinh lọc thêm một lần nữa, nên con vật nhỏ bé này đã được ích lợi vô cùng to lớn. Giờ phút này toàn thân tuyết trắng của nó bắt đầu phát ra quang mang chói loại. Nó đau đớn kêu lên hai tiếng ô ô, nhưng mà tựa hồ nó ý thức được đây chính là một đại cơ duyên cho nên mạnh mẽ cắn răng mà chịu đựng. xương cốt toàn thân của nó bắt đầu kêu lên răng rắc, dở dụng. Sau đó, toàn bộ lông mau trên người của nó rụng xuống, chỉ còn lại một viên thịt tròn đỏ rực. Nhưng mà không ngừng run rẩy một cách thống khổ. Ngay sau đó, dù cho dùng tốc độ của mắt thường cũng thấy được, trên người nó từ từ mọc ra một lớp lông mau mới, trắng như tuyết, càng ngày càng dài, cơ hồ còn muốn dài hơn bộ lông cũ một chút sau khi xương cốt cả người của nó ngưng vang lên tiếng dở dụng tiểu bạch bạch mới chậm rãi thả lỏng thân thể từ từ mở mặt ra đem bốn chân chống xuống người quân mặt tà đứng lên nó mừng rỡ như là hài tử năm sáu tuổi hết nhìn cơ thể mình rồi lại nhìn quân mặt tà sau đó cuối cùng le cái lửa nhỏ liếm liếm bộ lông mới của mình vẻ mặt tỏ ra thỏa mãn vô cùng cơ thể quân mặt tà phát sinh biến hóa Linh khí trong thiên địa vận động hỗn loạn, nghiêng trời lệch đất, toàn bộ các siêu cấp cường giả trong Thiên Hương Thành đều khiếp sợ nhìn ra cửa sổ. Hiện tượng dị biến náo loạn thiên địa to lớn như thế, mọi người làm sao mà không kinh hãi được. Toàn bộ các cao nhân không hẹn mà cùng phá tung cửa sổ phi thân ra ngoài. Cả đám kinh hoàng nhận thấy cả một dòng suối linh khí thật lớn đột nhiên tiêu thất vô tung, đều hít vào một ngụm lãnh khí tột cùng là cảnh giới gì mà có khả năng làm cho náo loạn kinh thiên động địa như vậy? Vô hình trung, xung quanh phương viên mười dặm của Phạm Di hình thành dòng suối linh khí khổng lồ trong tư tưởng của các cường giả. Tự nhủ đây là cấm địa của một người đặc biệt, cho dù là cường giả chỉ tôn thần quyền, cũng không có gan dò xét khu vực của một người có thực lực kinh khủng như thế. Trong lòng tất cả mọi người, ai cũng hiếu kỳ vô cùng, nhưng mà cuối cùng không có ai dám là người đầu tiên tiến tới. Đây chính là một cái quy áp ngạo thiên địa. Dưới quy áp này, ngay cả chí tôn thần quyền đỉnh phong cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Một lão giả râu tóc bạc trắng, phá tan cửa sổ, lẳng lặng đứng trên mái nhà thịnh bảo đường, cách đó một chút, có hai người bạch y nhân đứng bên cạnh, chính là mộ tuyết đồng và tiêu hàng. Công lực như thế này, sớm đã vượt lên cấp độ chí tôn thần quyền rồi cửu trưởng lão vẻ mặt khiếp sợ pha lẫn nét buồn bã thật là nghĩ không ra thiên hương thành này lại có cường giả kinh khủng như thế tồn tại sao hai người tiêu hàng kinh ngạc hỏi cửu trưởng lão người này chẳng lẽ cường đại tới mức đó sao lẽ nào phía trên chí tôn thần quyền còn có cảnh giới cao hơn cường đại sao cửu trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu sắc mặt và nhãn thần vô cùng ngưng trọng hai chữ cường đại không đủ để hình dung thực lực của người này. Trong mắt, cửu trưởng lão lóe lên một tia sợ hãi rồi nhanh chóng biến mất. Mộ tuyết đồng, tiêu hàng, nghe xong đồng thời biến sắc. Ngoại thành, một đoàn người đang dỗ giả tiến về thiên hương thành, bỗng nhiên nghe mệnh lệnh dừng lại. Từ trong đội ngũ phong tuyết ngân thành, tiểu công chúa mang một cái khăn che mặt, nhảy ra khỏi cổ xe lớn tiếng hỏi. Tam công công, sao đột nhiên dừng lái? không phải chỉ đi thêm một chút là tới nơi rồi sao? Hai người, tam trưởng lão và lục trưởng lão đứng đó, sau khi cảm nhận được cổ khí thế kinh thiên động địa từ phía xa xa, quay sang nhìn nhau, đều thấy được ánh mắt kinh hãi của đối phương. Lục trưởng lão hít một hơi lạnh nặng nề nói, động tĩnh phía trước rõ ràng đều không phải là khí thế do người tranh đấu phát ra. Thế nhưng nếu chỉ có một người có thể làm ra động tĩnh này, thật sự là quá đáng sợ. Rốt cuộc, là lực lượng của người nào mà kinh khủng như thế, lão cửu lần này tìm phiền phức tới dạng này sao? Tam ca, người này làm náo loạn như thế, chắc cũng vì chuyện của quyền đang rồi. Lão ngừng lại một chút, lắc đầu cười khổ nói tiếp, chúng ta lần này tới đây không biết chừng chính là đưa dê vào miệng cọp á. Tam trưởng lão nhíu đôi mày bạc, nếu người này chỉ là cọp, để cho chúng ta có tư cách làm dê sao? Chỉ có dí người này như là long chân chính thần long thấy đầu không thấy đuôi mây ra mới hợp. Lục trưởng lão lặng lẽ không thốt ra được câu nào, một lúc sau mới nói: "Tam ca, để cả đời hành tẩu giang hồ, tới hôm nay chính là lần đầu tiên để nhìn thấy một người kinh khủng như thế tồn tại, cho dù là chí tôn đỉnh phong cao nhất cũng chỉ tới đây là cùng." Tam trưởng lão thở dài một tiếng: "Ta cũng vậy, chưa bao giờ nhìn thấy hơn nữa chỉ sợ thực lực của người này còn cao hơn cả chí tôn đỉnh phong tuy nhiên chuyện này chưa chắc là xấu thực lực của người này sớm đã vượt xa đám tiểu bố chúng ta rất nhiều cửu cấp quyền đan cũng chưa chắc được người này để mặt tới theo ta nghĩ người này chắc là một cao nhân ẩn cư tại thiên hương thành trong khoảng thời gian này không ngừng có nhiều người tới thiên hương thành gây chuyện làm cho người này tức giận người này cũng từng không thèm ra tay với bọn vô danh tiểu tốt nên chỉ phóng xuất khí thế của bản thân làm cho quần hùng kinh sợ thôi nếu thật sự có người như vậy sống tại thiên hương thành khi mà chúng ta tiến vào thành phải cẩn thận đấy ngàn vạn lần đừng có đi sai một bước nào càng không thể náo loạn động binh đao nếu không một khi mà chọc giận người này ta e rằng cả kiếp này không còn cơ hội trở lại phong tuyết ngân thành đâu đúng vậy tam ca nói vô cùng chính xác Mọi người cứ làm theo lời của Tam Ca đi. Lục trưởng lão lại tiếp. Người có thực lực thế này chắc chắn không thèm sống trong cảnh nhà cao cửa rộng mà ẩn thân nơi phố phường bình thường. Vì vậy, cho dù là... Không sai, đúng là như vậy. Ta cũng vừa nói, quyền đan cho dù là cửu cấp đan đối với thực lực của người này, sớm đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Sự xuất hiện của người này chắc chắn không phải vì quyền đan. Trong mắt tam trưởng lão ánh lên sự hưng phấn. Nếu có thể có duyên gặp mặt cường giả như thế, thảo luận một chút về quyền đạo, chắc chắn sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Cho dù không đạt được viên quyền đang này, hay là nhiều viên quyền đang đi chăng nữa, chỉ cần có cơ duyên cùng cao nhân này gặp mặt, cũng đã là vô giá rồi. Lục trưởng lão nghe xong, hưng phấn đến run rẩy nói. Đúng vậy, ngoài trừ việc này, đã không còn nhiều chuyện làm cho chúng ta hứng thú trên thế giới này rồi dinh hoa phú quý quyền cao chức trọng đối với chúng ta mà nói chẳng có là cái gì cho dù là cửu cấp quyền đang thì đã sao cũng không thể mang tới cho chúng ta hy vọng đó chỉ là chúng ta không biết tính tình của vị tiền bối cao nhân này như thế nào thôi chỉ e mọi cố gắng đều hai lão đầu nhìn nhau bốn con mắt nhìn chăm chăm về phía thiên hương thành trong mắt ảnh lên vẻ hưng phấn tột độ trên đường đi quốc sư vũ đường đế quốc phí mộng thần chợt dừng lại nhìn về phía thiên hương thành thần sắc đột nhiên trở nên âm trầm ồ thật không ngờ bên trong thiên hương đế quốc lại có cường giả đến bực này chí tôn thân quyền sao có khi còn cao hơn thì ra trên thế giới này vẫn còn có nhiều chuyện ta chưa nhận thức được triệu kiếm hồn đang ngồi trên lưng ngựa hai mắt sắc bén nhìn về phía trước lạnh lùng nói quật sư đang vui mừng sao? Tuy rằng triệu kiếm hồn cũng là danh tướng một đời, nhưng tu vi quyền khí thì lại không cao, tuy hắn cũng có thể phát hiện ra thiên địa dị biến, nhưng mà hắn không rõ dị biến này kinh khủng như thế nào, cũng có thể nói hắn chỉ mới ở mức căn bản mà thôi. Phí Mộng Thần, sắc mặt âm trầm cực kỳ, vốn đang sợ thực lực tuyệt đỉnh của vị cao nhân nào đó, lại bị triệu kiếm hồn chất vấn nặng nề hỏi. Triệu kiếm hồn chuyện của quần vô hối phải chăng ngươi đang hoài nghi là do ta làm? Chẳng lẽ không thể hoài nghi sao? Liên tục chiến thắng bốn lần, không biết gì sao mà thắng. Thắng lợi thật là khuất nhục. Hơn nữa, thời gian chuyện đó xảy ra, quốc sư người cũng không có mặt tại đế đô. Ta xin hỏi quốc sư khoảng thời gian đó người đang ở đâu? Triệu Kim Hồn mặt không chút thay đổi nói. Nếu chính diện chiến đấu nếu ta có bất cứ cơ hội nào giết chết quân vô hối ta xuống tay không chút do dự tuy nhiên liên tục bốn lần đều là bị địch nhân đánh cho đại bại sau đó thủ lĩnh của địch nhân lại bị giết chết một cách không minh bạch cuối cùng ta chẳng biết tại sao mình lại chiến thắng nữa triệu kiếm hồn cố kiềm chế thấp giọng gầm gừ toàn bộ đại lục này nói là triệu kiếm hồn ta chính là một đại soái may mắn may mắn đại sư sao Quốc sư, người có hiểu được ý nghĩa của bốn chữ này là may mắn cái rắm á. Vinh nhục của một cá nhân lẽ nào còn quan trọng hơn quốc gia lê dân hay sao? Phí mộng thần hiếu mày. Các bạn vừa nghe xong tập 27. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.